Quả thật là mình chưa thấy cái chiếc flash cam nào trong cái mức giá là 750 mà nó lại ngon như cái con này anh em ạ. ZD012 anh em thấy không? Giữ vị trí cực kỳ là ổn định khi mà anh em bay ở trong nhà. Đây là cái cảm biến bụng của nó giữ ổn định cho chúng ta ở cái độ cao tầm khoảng 3 mét trở lại. Và anh em thấy là nó, anh em thấy không, mình không điều khiển này, nó đứng cứng nhắc một vị trí luôn. Mình bỏ tay ra luôn này. Rất là ổn định và rất là dễ bay cho những người chúng ta mới tập chơi lần đầu ha. Chiếc flash cam trong mức giá là dưới 1 triệu thì chúng ta sẽ tìm tới những chiếc flash cam có khả năng giữ ổn định như thế này. Nó rất là dễ bay, dễ thao tác. Và cũng như là cho anh em được cái trải nghiệm mà chúng ta làm quen ban đầu với flash cam ha. Đấy các bạn thấy không? À, đây là con ZD012. Con flash cam này thì nó có là động cơ không chổi than giúp cho nó là bay và nó bền hơn, chịu được nhiệt tốt hơn. Con này đã được trang bị GPS rồi anh em ạ. Anh em thấy rất là bất ngờ với mức giá rẻ này nhưng mà có GPS giúp cho nó có thể tính năng tự động bay về khi nơi xuất phát. Nhưng mà trong cái tính năng này thì anh em bay trong cái phạm vi an toàn thôi anh em nhé. Trong vòng phạm vi tầm khoảng 100m trở lại là nó thực hiện tính này ok. Và chúng ta phải chờ cho GPS nó đủ điểm, nó khỏe khỏe một chút, lâu một chút. Đó, đấy chính là con ZD012 ha. Em nào bay quen rồi thì chúng ta có thể là chụp flash cam ở trên tay như thế này này. Đó, và anh em lật ngược lại là sẽ tắt động cơ ha. Các bạn cùng quan sát kỹ từng cái chi tiết ở trên cái con Rona ZD012 này các bạn này. Đó. Chất liệu nhựa các bạn đánh giá thế nào này? Chất liệu trong cái tầm giá dưới 1 triệu thì đa phần là nhựa thiết kế thì nó sẽ ở cái chất liệu nó như thế này anh em này. Đó. Và con này thì nó có khá nhiều màu nhá, ở cái phần cái lưng của nó này nó có thể màu cam như thế này hoặc là màu xanh dương, màu đen, màu đỏ nữa. Ở đây nó có đèn LED ở 4 cái trục này anh em nhé. Đây là nút nguồn của nó. Cỡ này thì nó đèn này nó làm giả đèn nên không có sáng được. Có là hai cái đèn LED sáng rất là sáng này. Đây là đèn ở dưới hai cái càng. Để camera thì camera này chúng ta sẽ điều chỉnh lên xuống bằng tay như thế này thôi anh em ạ. Chất lượng camera ở trong cái tầm giá như thế này thì chúng ta cũng không có gì để bàn thêm ha. Tại vì chúng ta xem cho vui thôi. Đây chính là cái cảm biến độ cao anh em này. Cảm biến độ cao để giúp cho nó có thể là bay và giữ ổn định như nãy giờ mình bay cho anh em xem đó. Nó cũng có những cái khe tản nhiệt nhá. Đó. Mà bay mình bay thì nó chả nóng lên một chút nào hết các bạn ạ. Bay tầm 10 phút thì flash cam sờ vô nó vẫn cảm giác vẫn là bình thường. Nó không có nóng, không có tỏa nhiệt mấy. Căn bản ở đây nó có những khe nó cũng thoát nhiệt. Rồi, và đây là viên pin của nó, chúng ta tháo lắp viên pin ở chỗ này. Và flash cam này thì nó cũng có cánh thuận cánh nghịch hết anh em nhé. Đây là trục B2 này, trục B này. Thì cái trục chéo của nó cũng tương ứng là trục B luôn này. Đây là B1 này. Đó, còn cái trục còn lại là A. Trục này A thì cái chéo của nó, trục chéo của nó cũng sẽ là A luôn ha. Anh em để ý là thay cánh. Trục A thì cánh sẽ là cánh A ha. Nó sẽ có ký hiệu cánh A ở dưới. Thì anh em khi em thay vào thì anh em phải thay đúng cánh ha. Đây anh em thấy này, đây là A này. Cái số của cánh thì nó sẽ thể hiện ở trên mặt cánh ha. A2 này. Các bạn không cần quan tâm A1, A2, chúng ta chỉ cần quan tâm là A là được rồi. A thì sẽ thay vào trục A ha. Cái trục này là B thì sẽ thay vào cái trục B ha. Trục B ở phía dưới. Đó, B. Thì anh em lưu ý nhá. Motor là đây, động cơ không chổi than. Một chiếc flash cam mini nhỏ gọn ha. Đây là nút nguồn và anh em có thể nhấn để tắt nó đi. Nhấn giữ tầm 3 giây để bật và tắt nhá. Cặp cánh vô này rất là gọn gàng, trọng lượng thì rất là nhẹ để anh em có thể là chúng ta cầm tiện đem đi ra ngoài bên chơi ha. Có thể là nó là một chiếc flash cam mini nhỏ gọn dành cho những người mới tập chơi, cực kỳ là ok luôn đấy. Chúng ta sẽ bẻ cái càng này ra một chút ha, bẻ càng ra chút và anh em sẽ bóc vào đây là lấy viên pin cho nó dễ hơn ha.
Đấy, đây pin ra dễ hơn. Pin thì nó có một cái cổng sạc micro USB chỗ này, sạc chúng ta sạc tầm khoảng 1 tiếng rưỡi là đầy pin ạ. Đây là cái chân tiếp xúc pin và cái cổng sạc. Khi mà sạc pin thì nó sẽ có cái đèn led chỗ này màu đỏ nó sáng lên ha, và khi nào mà nó đầy thì nó chuyển sang xanh. Đấy, chúng ta sẽ gài vào đây. Tay điều khiển của con flycam này, chúng ta có thể bẻ cái này lên và có thể kẹp điện thoại vào đây nếu chúng ta kết nối với điện thoại để xem camera. Con này nó có nút bật tắt GPS này. Nếu như chúng ta bay trong nhà thì chúng ta phải nhấn nút, giữ nút GPS tầm 3 giây để nó tắt GPS đi, để cho bốn đèn led ở trên flycam nó đứng lại thì lúc đó chúng ta mới đẩy lên để bay lên được nhé. Còn nếu như anh em mà bay ở nơi không GPS thì anh em mà để GPS thì sẽ không bay được đâu. Và nếu như để GPS thì chúng ta bay ra bên ngoài, chúng ta ra bên ngoài thì chúng ta chờ nó tầm khoảng 1 phút nhé để cho nó nhận GPS, và bốn đèn trên cánh nó dừng hẳn thì chúng ta sẽ đẩy lên là sẽ bay lên được. Đây là những nút kali này, nút này kali và nút này kali lại la bàn cũng như là cái mặt phẳng, tự động cất và hạ cánh ha. Đây là nút return home này, như mình đã nói là con này trong cái tầm giá rẻ mà lại có cái chế độ return home này. Return home thì chúng ta nên bay trong phạm vi an toàn nó tầm khoảng 100m trở lại thì tính năng này nó hoạt động mới ok được. Chất liệu nhựa cấu tạo của cái tay cầm này cũng giống như là cái thân của cái con máy này thôi các bạn ạ. Chất liệu nhựa mình thấy là y hệt như nhau.